Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Daihatsu Lacetti sản xuất 2008. Phiên bản là số sàn máy 1.6 máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 19A05970. Hiện tại chiếc này đã có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua một vòng thân vỏ các bác đang xem này. Vâng, đây là một mẫu xe Daihatsu Lacetti bản sedan 2 đầu máy 1.6 các bác nhé. Trước này bên em đang chào bán với giá là 148 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daihatsu Lacetti, một mẫu xe tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng, màn hình cam nồi đầy đủ, tư nhân chính chủ mở biển Phú Thọ 19A. Hai cặp đèn phanh của xe các bác này rất là sáng bóng đều nhau các bác nhá. Trang bị la răng đúc 4 bánh, la răng 5 chấu các bác này. Đây là một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Còn đây là phần quả lốp đằng sau bên phụ. Tất cả các cua lốp các bác này tay lắm, mở cửa ốp inox mạ chrome. Đây là phần nội thất của xe, ghế da trang bị màu đỏ đen, giảm giá cắt lỗ các bác nhé, nay chỉ còn 148 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Bật lên xuống ốc bản lề, phần cột kèo đinh tán các bác nhé, cột kèo đinh tán zin nguyên bản. Một mẫu xe Daihatsu Lacetti bản sedan 2 đầu máy 1.6 tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng, giá tiền chỉ có 148 triệu đồng, bán cắt lỗ thu hồi vốn. Âm thanh các bác này, phần khung cánh cửa, keo chỉ. Đấy, khung cánh cửa không hề mục mọt các bác nhá. Đây là phần hàng ghế đằng trước các bác nhé. Ghế da trang bị hai màu, màu đỏ và màu đen. Màn hình cam nồi đầy đủ. Phần táp lô này, màn hình Android các bác nhé. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng rất là ok. Ốc ác bản nè, các bác xem chưa hề động đến kale và led. Phần cột kèo, cột kèo đinh tán các bác này, zin nguyên bản, tránh mưa tránh nắng trắng dịch các bác nhá. Chỉ còn 148 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Tất cả những cái khung cánh cửa không hề mù mọt các bác nhá. Máy chất gầm chắc, điều hòa mát, tích hợp xi nhan báo rẽ bên sườn, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2021 các bác nhé. Đây là phần lóc của xe này, đây là phần quả lốp đằng trước bên phụ các bác nhé, phần cua lốp các bác này không hề có dấu hiệu của mọt, lốp dép khá là ok. Sơ si của nó màu đen, bản sedan 2 đầu, hai cặp đèn pha, hai cặp đèn gầm của xe các bác này rất là sáng bóng đều nhau các bác nhá. Chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị Hải Phòng các bác này, ô tô cũ Hải Phòng. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi, ký gửi
tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mà mua xe cũng như bán xe thì anh cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em. Em tên là Nghị. Địa chỉ của em ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với chùa Cao Linh các bác nhá. Đấy, đối diện với chùa Cao Linh các bác này. Còn đây là phần táp ly của cánh cửa của đằng trước bên lái các bác nhá. Bảng tổng của kính chỉnh điện. Đây, chỗ mở cốp của thằng Na nó nằm ở đây các bác này. Đấy. Phần khung cánh cửa này. Phần mặt lên xuống này. Ốc bản lề này. Phần cột kèo các bác nhá. Cột kèo đinh tán này. Đấy, cột kèo đinh tán zin. Nội thất thì sạch sẽ đẹp đẽ các bác nhá. Phần trần của xe nó là trần nỉ nguyên bản các bác nhá, trần nỉ nguyên bản này. Đó, rất là đẹp luôn. Nội thất tươi mới sạch sẽ. Giá tiền chỉ có 148 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daihatsu Lacetti bản sedan 2 đầu. Phần khung cánh cửa keo chỉ đều tấp tắp các bác nhá. Khung cánh cửa không hề mù mọt các bác này, không hề mù mọt. Hốc bản lề bật lên xuống. Phần cột kèo đinh tán các bác nhá, cột kèo đinh tán zin này. Đấy. Bán cắt lỗ thu hồi vốn, bán chạy dịch các bác nhá. Nay chỉ còn 148 triệu đồng. Phần quả lốp đằng sau bên lái các bác nhá. Đấy, lốp dép rất là ok, khe mũi khá là dày luôn. Bốn quả lốp của nó khá là đều nhau. Vô lốp không hề mục mọt. Trang bị la răng đốt 4 bánh, la răng đa chấu. Sau đây em sẽ đi vào phần cốp sau xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần cốp sau xe này. Bản sedan 2 đầu thì cốp của nó khá là rộng rãi các bác nhá. Đó, khá là rộng rãi luôn. Phần đinh tán này. Đấy, hai bên. Phần lắp cốp này. Còn đây là phần gầm của xe này. Đó, gầm bệ của nó chắc định các bác nhá. Máy chất gầm chắc côn số ngon, máy số ngon, điều hòa mát. Mùa hè này mà đi xe mà không có điều hòa thì rất là nóng các bác nhá. À, tất cả những cốp này sáng quắc quắc các bác nhá, không hề mùi mọt. Sàn của xe thì đã được dán một lớp chống ồn. Đấy, dán một lớp chống ồn này. Phần nào quả lốp sơ cua này. Và sau đây em sẽ tiến sâu bên trong lỗ thất cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Bô lăng ba chấu rất là đẹp. Sau đây em sẽ lổ máy lên các bác nhé. Vâng, máy đã lổ các bác này. Đó, máy lổ rất là êm. Phần xi nhan báo rẽ này. Hoạt động rất là trơn tru. Phun nước gạt mưa. Đó, điều hòa của nó rất là mát luôn các bác nhá. Đấy, điều hòa thì mát sâu luôn. Màn hình này, màn hình Android. Phần quả số này, phanh tay này. Phần táp lô của xe này. Đó, táp lô của nó này rất đẹp, vẫn còn cài sần. Tất cả những ốp cột này hai bên khít khít. Phần chắn nắng này, gương trang điểm này, phần đèn chắn này, chắn nắng hai bên,
gương chiếu hậu, phần kính lên xuống. Đó, hoạt động rất là trơn tru. Đấy, cái nút này thì nó đang bị hỏng các bác nhá. Đấy, thì mai em sẽ cho đi chỉnh nó ok thôi. Đấy, còn mỗi cái nút này bị mát này. Đấy. Đây em sẽ vào số lùi này. À, số lùi xem có cam lùi chưa nào. Đấy, màn hình cam lùi rồi các bác nhá. Đấy, đang phản chiếu ánh sáng nên nó hơi mờ một chút các bác này. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhá. Đây là phần tổng quan khoang máy trước Daewoo Lachetti sản xuất 2008 các bác nhé. Phiên bản đã số sàn, máy 1.6 máy xăng. Đấy, máy móc này khô ra sẽ các bác nhé, đổ rất là êm. Máy chất gầm chắc khô số 1, máy số 1. Giá tiền chỉ có 148 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ toàn quốc cho các bác tất cả những cái đinh tán tràn giật này. Đó, đinh tán tràn giật nguyên bản, phần ủng cỏ sóc này. Đấy, máy đang nổ ngon nhé. Có nào mà đứng chơi một chiếc này mua về tập đi tập lái tránh đôi tránh nhắm này rất là ok. Phần tổng quan khoang máy này, phần lắp capo này, đó tổng quan của lắp capo lớp lỉ nguyên bản, tất cả các lỗ của nó này tròn các bác nhá, không hề có dấu hiệu móp méo. Và quẹt xước sát thì có các bác nhá, đâm xô ta lặng thì không các bác nhá, cam kết các bác luôn. Cột kèo saxi zin, máy số ngon, giá tiền chỉ có 148 triệu đồng. Bên em đã bán cắt lỗ qua nhà, xả hàng giảm giá cắt lỗ. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Daewoo Lachetti sản xuất 2008. Phiên bản là số sàn, máy của nó 1.6 máy xăng. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 148 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.